Xin chào mọi người, thì ngày hôm nay em sẽ vệ sinh khôi phục tra dầu lại cái chiếc quạt Senco có cái mã này, được sản xuất năm 2013 nha. Qua thời gian sử dụng thì nó bám bụi và nó rất là cũ kỹ rồi, thì cái này phải vệ sinh tra dầu và khôi phục lại. Rất là dơ này. Senco nha, LS103 nè. Nó sẽ nó dính luôn, lâu năm quá, tháo ra từ từ. Đây nè, xét hết rồi, bây giờ chà vệ sinh ra, khôi phục lại, tra dầu lại. Cái này là sử dụng cốt tròn này, đặc trưng của Senco. Đây, rất là dơ. Chúng ta xả ốc cái nắp gáo ra. Một phẩy tám mi nè, vị trí cổ góp nè, dây sẵn dây đồng đời xưa thì nó khá là to nè, sáng. Rồi ở cái đời trước của Senco thì nó không có dập chữ Senco mà sẽ dập chữ CVC nè. Bây giờ sẽ vệ sinh và tra dầu lại, đổ thêm cái bông tẩm dầu á thì nó sẽ chạy rất là bền nha. Cái này là cỡ B4 nè, cũng khá là nhỏ đó. Đây chính là cái model quạt ha, tem Senco. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành vệ sinh tra dầu lại. Thank you.
Rồi, quạt em vừa tẩy rửa qua bằng nước với xà phòng thì mọi người cùng xem nhé, rất là sạch nè. À, còn những cái lồng này thì nó bị rỉ sét khá là nặng, chà nó không có ra, thì tạm thời sử dụng một thời gian em sẽ thay cái lồng mới nha, lồng trước lồng sau mới, cánh thì vẫn sử dụng, ốp thì vẫn sử dụng lại. Còn quạt đây cũng da sạch sẽ rồi, cả đế nè, ống tiếp của nó nè. Bây giờ em sẽ xử lý cái phần động cơ nữa, ra dầu, vệ sinh kỹ và ráp lại. Quạt này sản xuất vào năm 2013 nha, khá lâu rồi. Bây giờ em sẽ tiến hành là chà nhám để sơn lại cái lồng này, sử dụng một thời gian và thay mới nha. Bây giờ sẽ tiến hành sơn cái lồng lại bằng cái sơn xịt ATM này nhé. Chúng ta tiến hành sơn hai mặt của hai cái nắp chụp lồng quạt nha. Chúng ta sẽ tra một ít dầu vào những cái công tắc này nè để chúng ta nhấn được êm hơn. Sử dụng dầu này nhé. Tra vào thì nhấn nó sẽ êm hơn. Sau đó chúng ta tiến hành lắp lại cái nắp đế. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành siết ốc lại.
Nút bây giờ nhấn rất êm này. Rồi bây giờ sẽ xử lý tới cái phần motor nha. Để vệ sinh và tra dầu được thì chúng ta lần lượt phải tháo được cái ốp nhôm này ra nha, để chúng ta đổ cái bông tẩm nhớt vào và chúng ta châm thêm nhớt. Thì để tháo được cái lốc này thì chúng ta phải tháo cái đầu cơ này ra trước. Chúng ta đừng làm mất hai viên bi này nha. Để tháo được những cái con vít zin này nè thì chúng ta là bật ở chế độ vít ha, và cấp trượt cao nhất chúng ta đè, chúng ta tháo một cái dứt khoát nha. Đó, nó kêu một cái bực và nó ra, bởi vì con ốc zin của nó nè, nó có cái răng ngược đó, rất khó tháo. Chúng ta rút ra từ từ nè. Khoan, chúng ta sẽ đóng cái cốt này ra trước. Ta dùng kềm bỏ ha. Sau đó chúng ta sẽ rút cái xoay ra. Đây. Cách tháo thì chúng ta sẽ tháo từ từ nè. Rút từ từ ra. Ở cái phần trục xoay này đó, hoạt động hơn 10 năm rồi mà nó rất là tốt nè, nó còn trơn láng nè. Bây giờ sẽ tiến hành là đổ cái bông tẩm nhớt vào vị trí cái bạc sau này và cái bạc trước này. Dây rút ở cái phần cổ góp nè, nó bị giòn rồi thì tiến hành rút lại thôi. Rút như vậy nó mới an toàn được cái phần cổ góp, nó không bị đứt. Chúng ta tiến hành rút để gia cố thêm này. Đó, như vậy thì nó an toàn. Đầu tiên ta sẽ tra một ít dầu máy, ai có dầu nhớt thì dùng nha. Tra vào. Sau đó mọi người sẽ dùng những cái bông này nè. Những cái này em có để cái link mua hàng dưới phần mô tả video nha. Mọi người ấn vào đặt mua hàng, shipper cho đến tận nhà nha. Và sẽ nhét vào đây. Ta dùng một cái đầu vít nhỏ ha, chúng ta nhét từ từ vào đó, chúng ta nhét xíu xíu vào. Đến khi nó vô hết thôi. Sau khi nó vô rồi, chúng ta thêm một cái lần dầu nữa để cho nó ngấm vào. Mọi người có dầu nhớt sử dụng nhé. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ làm ở cái phần vị trí ốp trước. Sau khi chúng ta cho bông vào vị trí ốp trước, chúng ta sẽ
100 dầu vào. Là chúng ta chờ nó thấm nha. Mọi người sẽ cho một miếng dầu để chúng ta dễ vào nè. Chúng ta sẽ cho vào đây trước. Đó, chúng ta sẽ lật cái này ra, chúng ta đưa vào. Rồi, vậy chúng ta sẽ siết ốc lại ha. Lưu ý chúng ta sẽ siết xéo hai con trước. Chúng ta sẽ cho một ít dầu vào cái ren ốc để nó không bị bó ren sau này. Lưu ý chúng ta sẽ lắp xém nha. Sau khi lắp vào thì chúng ta sẽ canh coi cái trục nó có mượt không. Không mượt thì chúng ta sẽ dùng kìm chúng ta gõ. Rồi, nó đã mượt rồi. Lưu ý khi chúng ta lắp lại thì chúng ta gõ gõ để cho nó cân chỉnh lại cái trục nó phải mượt vậy nha. Mới ok nha. Ở cái phần đảo cơ này chúng ta sẽ châm dầu vào ha. Mọi người sẽ tra dầu những cái vị trí nó xoay nè. Một nè, hai nè, ba nè, vị trí này vị trí số 4 nè. Ok, bây giờ tiến hành lắp lại vỏ. Chúng ta nhấn cái nút điều khiển này. Cái nút này để chúng ta chỉnh đảo hoặc không đảo. Rồi. Rồi chúng ta sẽ gắn cái tán lồng này vô ha. Cái lồng mà cái tán vô. Cái này đã sơn mới rồi nè. Rồi. Rất mới. Chúng ta sẽ gắn cái phần cánh vào. Siết cái tán cánh vào. Ngược chiều kim đồng hồ. Rất mượt nha, vì được tra dầu rồi. Chúng ta ốp cái này vào nha. Chúng ta gắn cái nắp chụp trước vô nè. Nó phải vô khớp hết nha. Rồi, xong.
mới nè. Rồi, em vừa vệ sinh và làm mới bảo dưỡng lại một cái chiếc quạt Senco sản xuất năm 2013 nha, hơn 10 năm rồi. Thì bây giờ mọi người cùng xem nè. Còn đây là khi quạt hoạt động nha. Quạt rất là êm nè và mát, nó không có ồn nữa và được sạch sẽ luôn vì em có bảo dưỡng ca dầu rồi. Cái này xài rất là lâu nha, sản xuất 2013.